Đức thầy đi lên nhà, nhưng đức thầy không có lên nhà, đức thầy ngồi dưới xuồng á. Rồi mới nói ông nội, ông ngoại tôi, ông Tư ơi, tôi nói thiệt với ông hen, tôi búng xuống nước ba cái, mà đây tới chiều á, ông câu dính có cá, một con cá nào á, thì tôi thua ông. Còn nếu ông câu không dính, thì tôi khuyên ông Tư á, đây chấp tới đừng câu cá nữa, ông Tư ăn tương đi nghe ông Tư. Đó, thì nói xong xuôi rồi, thì đức thầy và ông Biển Đài mới bơi vô trong lỗ, bơi đi xuống, bơi xuồng xuống, đi xe xuống ông Cả Mừ. Thì ông ngoại tôi, ông nói, thiệt ha, để tao ngồi thử 9 giờ sáng mà câu tới 5 giờ chiều coi đức thầy nói vậy mà có đúng không. Thì ông ngoại tôi, ông nói vậy, ông mới ngồi câu 9 giờ sáng mà tới 5 giờ chiều, đồng đạo ơi, không dính một con cá nào hết trơn á. Miếng móc miếng mồi để xuống, dở lên, miếng mồi còn y. Dù để xuống nữa, dở lên thì cũng còn y. Ông ngoại tôi cũng đứng vậy, ông nói, thiệt, tao nói thiệt với bay hen, tao công nhận là đức thầy là Phật sống, không bao giờ là tao nói gian với mày, Phật sống chứ không có ai xa lạ vô đây hết trơn á. Rồi từ đó tới sau, ông ngoại chết, ông ngoại cũng vẫn ăn tương mà không câu cá nữa, đồng đạo ơi, nghỉ câu luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép cung kính Đức Phật và Đức Thầy, kính chào toàn thể đồng đạo trong nước, ngoài nước, lời chào thân thương trân trọng nhất. Kính thưa đồng đạo, hồi lúc tôi còn được 40 tuổi đó, thì tôi có đi mốt ở cắt lúa, thì gặp hai người bạn. Hai người bạn này là cũng già rồi, năm nay cũng khoảng cả trăm tuổi rồi. Nhưng mà có kể mỗi chuyện, có một người hai chị em, mà người em thì bên anh này ở bên đạo Cao Đài đi coi chỉ, chỉ nói đạo Cao Đài với đạo Phật giáo Hòa Hảo biết hai đài hai đạo có được không. Rồi anh này mới trả lời, nói thì đạo anh giữ, đạo em giữ. Người ở đâu cô hay? Ở chân cầu quay Long Xuyên, nó đi vô đó con chỗ thất Cao Đài đó. Cao Đài Long Xuyên ha. Ừ, cô đó tên cô Tiết. Dạ. Yeah. Rồi cái vậy rồi, cái anh này về cưới chỉ. Khiêu cái kia mới đem giọng cưới chỉ. Rồi cái một bữa nọ là cưới xong rồi 2 năm cho hai vợ chồng ra riêng. Thì chị này á thì cũng sống đạo chỉ thì chỉ cúng, còn đạo ảnh thì ảnh cúng. Nhưng mà một bữa nọ hai vợ chồng xung đột với nhau, rồi chị này chỉ chữ quá chữ đi, chữ anh này rồi chữ tới bên đạo kia nữa. Rồi cho nên anh này anh không có chữ, không có đánh vợ. Mà kể đi, lại đi nhiều lắm. Mà còn muốn làm một chuyện là chân hình chung chung đức thầy đó, anh phân tay lại. Không, chuyện mới. Anh thưa ông Tư, ông Tư dạy đồng đạo của ông Tư làm sao, dạy đệ tử đồng đạo của ông Tư làm sao mà để đệ tử của ông Tư chữ con hoài à. Chữ con, rồi chữ tới đạo con nữa. Và nhờ ông Tư suy xét lại, ông Tư giúp giùm con. Thì nói vậy thì thôi, tới sau chữ lộn nữa. Thì chị này cũng kéo ra chữ ảnh nữa. Ảnh cũng lại đứng ngay chân trước mặt chân dung đức thầy đó. Thì ảnh mới nói, ảnh nói thưa ông Tư, ông Tư ơi, đệ tử ông Tư chữ con hoài, con chịu hết nổi ông Tư. Bây giờ ông Tư ráng giúp giùm con. Thì nói vậy thì thôi. Rồi cái người chị thứ hai đó mới bữa trước vậy, qua bữa sau vũ chị này, tao với mày xuống dưới Bạc Liêu, xuống nhà cô Ký Giỏi á, nghe nói đức thầy về đó đó, mình xuống mình thăm đức thầy. Chưa đồng ý, đồng ý đi. Đi rồi tới đó chắc đức thầy cũng biết hai chị này xuống thăm, cho nên đức thầy bước ra cửa thì đức thầy chào hỏi một chị thôi, còn cái chị kia thì đức thầy không có chào hỏi. Thì chỉ buồn quá, chị mới bước lại, chị nói với chị thứ hai, chị hai sao ơi, xuống đây mà thầy hỏi thăm chị không à, mừng dở mừng chị không, không có mừng em. Thì người chị nói, mày muốn biết á thì mày lợi mày hỏi thầy mới biết, cái tao sao làm sao tao biết. Thì chị người em nó mới lại bước lại, thưa thầy, con có làm quấy chuyện gì không mà thầy gặp con xuống rồi thầy buồn, thầy không nói chuyện với con. Thì đức thầy trả lời rằng, con hổn quá con ơi, chữ chồng mà con chữ qua đạo người ta nữa. Con ơi, mỗi lần con chữ người ta, con biết không, tội lắm. Mà mỗi lần con chữ đó là chồng con lại đứng ngay trước mặt thầy á, nói
Ông Tư ơi, con thưa với ông Tư, ông dạy đệ tử ông sao mà chữ con hoài à, còn nói châm biếm bên đạo con nữa, nhờ ông Tư phân xử giùm con. Thì rồi ông Đức Thầy nói vậy, thì ông khuyên, ông nói thôi đây sắp tới gì á, con cứ việc tu, đạo con tu, đạo chồng con tu, con không có nói gì gây gắt bên người ta. Con ơi, đạo nào là cũng đạo, dạy tu hiền không hả con, chứ không có dạy ăn trộm ăn cắp đâu. Con nhớ nha con, đạo Đức Thầy ra là đạo Cao Đài, đạo Công Giáo, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương và đạo Phật Giáo Hòa Hảo của mình nữa nha con. Thôi đây sắp tới thầy khuyên con, vì vợ trên hòa dưới thuận nha con, không có chữ chồng nữa. Một lần mắng vốn nữa là thầy buồn lắm nha con. Đó là lời Đức Thầy dặn bả vậy. Thì nói xong xuôi rồi thì hai chị em đi về. Thì về tới nhà, cái từ đó tới sau là bả không có dám chữ chồng, chữ bên đạo Cao Đài gì nữa hết trơn á. Bởi thầy nói đạo nào cũng đạo hết trơn á, cũng bốn đạo hơn nhập lại có một gốc một hàng. Rồi đến mỗi chuyện tôi kể đến đây xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó là mỗi chuyện là cô mang bao nhiêu năm rồi cô hai? Năm nay cũng lâu lắm con. Yeah. Hồi cô gặp bà đó thì bà đó khoảng 60 mấy tuổi rồi, bây giờ 300 mấy rồi. Yeah. 300 mấy tuổi rồi bà mất rồi con. Cái gần đây cái nói của cô mẫu chuyện mà ông nội ông ba cô gì đó có những cái mẫu chuyện mà ta cặn kề với Đức Thầy cũng là mà cũng là Hậu Quỳnh ha. Hậu Quỳnh dạ, cô cũng là Hậu Quỳnh luôn ha cô hai? Không, cô Hậu Nguyễn, ông ngoại mới Hậu Quỳnh. Thì mong cô kể những cái mẫu chuyện mà chính ông ngoại cô và đã được Đức Thầy chỉ dạy để cách để tu hiền, mong rồi, cô để cho cô bác mình đọc tu. Vậy cô hai xin kể tiếp phần 2. Một bữa nọ đó, bà nội cô á, thì ở Cần Thơ á, bên Vạch Cả Côn á, bà nội đi đồng về, bà nội cầm cái chổi, bà nội quét sân, thì bỗng có một ông già bước vô, cầm cái sách đệm bàn đó, nói với bà nội, thưa bà, cho con ngủ nhờ qua đêm. Thì bà nội có nói á, thì chú ngủ thì tôi chấp nhận cho ngủ, thì thôi chứ cửa tôi có cái võng đó, chú vô đó nằm nghỉ đi. Rồi tôi đã kêu ông nhà tôi vô bàn chuyện với chú. Thì bà nội tôi bước ra, bà kêu ông ơi vô có khách. Thì ông nội đi vô, nội mặc quần cục ở trần, ông nội ông mới lấy cái áo xỏa vô. Thì ông nội bước lại, thì ông nội cúi đầu, thì ông cũng cúi đầu lại vậy. Rồi ngồi xuống bộ ngựa, thì ông hỏi rằng thưa ông, cho con ngủ nhờ qua đêm. Thì ông nội nói cái gì chứ ngủ nhờ qua đêm thì tôi chấp nhận. Mới kêu bà nội á, bà ơi, bà quét dọn cái bộ ly quăng đó cho ông ngủ, chứ không biết ông là ai. Thì rồi trời xong xuôi rồi, tới 5 giờ chiều thì ông nội ông đi cúng, thì ông cũng đi theo ông nội cúng vậy. Thì cúng ba ngôi xong rồi thì ông nội vô xá chân dung Đức Thầy, còn ông thì ông không có xá. Ông không có xá luôn, ông nội thấy vậy ngộ ngộ cũng làm thinh thôi, ông không nói gì. Rồi rót nước uống cô đồ đàng hoàng rồi thì đi ngủ. Đi ngủ rồi lây quay tới 5 giờ sáng, thức dậy cúng. Cúng rồi ông cũng theo ông nội cúng vậy. Cúng rồi thì vô trình ba ngôi hết. Rồi lại kỉnh chân dung Đức Thầy. Ông thì ông cũng không có kỉnh nữa. Rồi thôi ông nội thấy vậy ngộ ngộ cũng làm thinh. Rồi mới bắt nước lên uống. Thì rót cho ông một chung, ông nội một chung. Hồi xưa thì uống nước uống bằng chung chứ không có ly như bây giờ của mình. Thì ông đó ông mới nói, ông ba, sao ông không rót ba chung cúng củ quyền. Thì ông nội ông lấy ba cái chung để ra, tự tay ông đó rót rồi tự miệng ông kêu luôn. Ông rót xong rồi ông mời củ quyền thất tổ ông bà ra uống nước với tụi con. Đó, thì uống xong xuôi rồi thì sáng thì ông già đó ông nói thôi bây giờ sáng rồi để tôi đi, mà hai vợ chồng ông quá tử tế, tốt quá tốt, tôi khuyên hai vợ chồng ráng tu lên nha, ráng tu cho nhiều nha hai ông bà, ráng tu nha. Ông đi mà ông còn gần lại giận vậy đó. Rồi cái đưa ông bước ra đi thì ông bà nội lại cuốn cái mùng, tất nhiên cái mùng nó thơm dữ dằn luôn đồng đạo ơi, thơm biết dữ lắm. Bà nội nó chưa từng có cái mùi hương nào như vậy. Rồi mới chạy ra kêu Đức Thầy, kêu ông nội, ông ơi,
đi vô chỉ ông này coi nè, thì ông nội vô thì cái mùi hương cũng vẫn còn thơm. Rồi cái ông nội mới bước ra ngoài đường đó, ngó lên ngó xuống thì ông mất tiêu. Từ đó tới sau là ông không có trở lại nhà ông nội nữa. Vậy phần 2 tôi kể đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy tiếp tục phần 3. Một bữa nọ, ông nội tôi thì ở dưới Cần Thơ bên Rạch Cả Côn á. Ông có nghe Đức Thầy về thuyết giảng ở nhà ông Hương Bộ Thạnh á. Thì ổng có chèo cái ga cui qua để ổng nghe Đức Thầy thuyết giảng. Thì qua rồi ổng đi lên mà ổng không có vô trong sân. Thì Đức Thầy mới đứng trên khán đài á. Đức Thầy mới kêu ông Ba Thọ, ông qua thăm tôi sao ông không vô, ông đứng ở ngoài đó. Thì Đức Thầy, ông nội tôi ông nói mình đâu có quen với ổng mà ổng biết tên biết họ. Thì thôi ông nội cũng bỏ qua, ổng không có để ý tới nữa. Thì một hồi á, có người lại nói ai là ông Ba Thọ vô cho Đức Thầy hỏi việc. Thì thấy vậy ông nội mới đi theo, theo vô. Thì Đức Thầy lên ở tại khán đài, đứng đứng trên khán đài á. Mà Đức Thầy, ông nội nói con ơi, Đức Thầy nói chuyện tiếng thảnh thốt dữ lắm, con đứng xa cỡ nào cũng nghe hết trơn, tiếng rong dữ lắm. Rồi cái Đức Thầy mới hỏi ông nội, ông qua thăm tôi mà sao không vô. Cái ông nội mới nói, ông nói thôi thầy ơi, thấy dân chúng mà ta đông quá đông hả, để cho dân ta đưa ở đó ta nghe đi, còn con đứng xa cỡ nào nghe cũng được. Thì Đức Thầy nói ông vậy là ông quý lắm nghe ông ba, ông tốt lắm nghe ông ba. Rồi nói vậy rồi cái Đức Thầy, ông nội đứng đó, thì Đức Thầy nói bộ ông không nhớ tôi thiệt hả. Thì Đức Thầy nói, ông nội tôi nói, thiệt con không có nhớ. Con không có nhớ. Rồi Đức Thầy nói, Tàn ơi, tôi ngủ nhà một đêm đó. Ông cho tôi ngủ nhà một đêm đó. Rồi tôi rất cảm ơn hai ông bà dữ lắm. Hai ông bà tốt quá tốt rồi. Hai ông bà tốt dữ lắm. Cho tôi ngủ nhờ một đêm tôi rất cảm ơn. Nhưng mà tôi dặn hai ông bà, nói với con cháu hai ông bà, đi lên chứ đừng đi xuống. Đi lên tức là về Hòa Hảo, về thánh địa Hòa Hảo ở nó yên hơn. Còn ở dưới Cần Thơ cái lúc trước đó không có yên tịnh. Rồi ông nội với tôi, ông nội với ông ba, ông già tôi nghe nói vậy thì nghe lời Đức Thầy với ông nội mới về trên Mỹ Hậu Đông này ở. Cho nên ông già còn sống. Còn ở dưới Cần Thơ mấy cô mấy chú cháu chắc gì chết hết trơn, không có còn ai hết trơn á. Rồi công chuyện xong xuôi rồi thì ông nội mới mời Đức Thầy đi về nhà ông nội dùng một bữa cơm. Thì xuống ông nội với Đức Thầy đi, ông nội chèo cái ga cui về quê. Về quê mới tới bến là mới kêu bà nội á, bà ơi nấu cơm cho thầy ăn một bữa. Thì bà nội nói bây giờ lỡ chợ lỡ quê rồi đâu có cái gì ăn đâu, thì thôi bây giờ dở mắm kho với cá, ăn với cá linh đi. Thì bà nội lui cui kho mắm cá linh, thì đem ra thì ăn bông súng với rau sống đồ vậy đó. Rồi Đức Thầy cũng ăn như thường vậy, cũng ngồi bên sát, Đức ngồi sát bên ông nội luôn. Rồi ăn xong rồi, Đức Thầy mới uống nước, còn ông nội thì uống nước rồi, ông dấn một điếu thuốc, ông hút. Thì Đức Thầy mới hỏi, ông ba ơi, ở đây ông có cái hàm nuôi cá không, đào hầm nuôi cá không? Thì ông nội nói, Tàn ơi, ở dưới này tôi trồng dừa không à thầy ơi, vậy có cái hầm nhỏ nhỏ nuôi cá cho mấy nhỏ nó ăn. Rồi Đức Thầy nói, ông ba ơi, vậy ông đi ra ngoài hè với con coi. Thì ông nội cũng theo Đức Thầy đi, ra tới ngoài hầm á. Thì Đức Thầy biểu ông nội, ông ngồi xuống đây coi, ông ngồi sát tôi nè, ngồi kế bên coi. Thì ngồi kế bên rồi thì Đức Thầy hả cái họng ra, tất nhiên là cá lớn, cá nhỏ gì, cá nó lội tung tăng, cá linh á, nó lội tung tăng như nó mừng thoát chết vậy đồng đạo ơi, nó mừng dữ lắm. Cho nên rồi Đức Thầy mới khuyên ông nội, ông ba ơi, con khuyên ông á, đây sắp tới ông đừng có nuôi cá nữa, ông ăn tiêu nghe ông ba, mà ông nhớ những điều con dặn á, dặn con cháu ông á đi lên chứ đừng đi xuống nghe ông ba, đó. Rồi ông nội thấy vậy là ông nội ăn tương tới ngày ông nội mất luôn, chứ không bao giờ ông nội ăn mặn trở lại nữa, ăn tương luôn tới chết. Vậy mẫu chuyện tôi kể đến đây xin hết.
Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy tôi xin kể tiếp phần 4. Xin trân trọng giới thiệu, ông ngoại tôi là ông Quỳnh Văn Khôi, ở xã Mỹ Hậu Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nhà ở kế Lăng Tổng Trấn. Một bữa nọ đó, ông ngoại tôi á, ông ngồi đương ngồi trên nhà câu cá. Năm đó thì năm nước ngập, năm thình bão lụt đó, không có cái đường đi, cho nên Đức Thầy với ông Biện Đài và hai người ở bơi hai đầu đi ngang đó mới vô trong lộ, đi xuống ông cả mừ được. Rồi đi ngang gặp ông ngoại tôi ngồi câu, thì Đức Thầy mới hỏi: ông Tư ơi, ông câu hồi sáng tới giờ đủ ăn chưa? Thì ông ngoại tôi trả lời, ông nói: đủ rồi thầy ơi. Thì ông Đức Thầy nói: đủ thì ông nghỉ đi, sao ông còn câu hoài vậy? Mà tôi nói thiệt với đồng đạo, tánh ông ngoại tôi cũng còn hơi tham, câu để sáng ăn. Ông trả lời vậy đó. Thì Đức Thầy nói: ông Tư ơi, Đức Thầy biểu mấy người mà quay mấy người bơi xuồng đó, mấy ông sát sát giùm tôi coi, sát vô. Thì ông ngoại tôi tưởng đâu là Đức Thầy đi lên nhà, nhưng Đức Thầy không có lên nhà, Đức Thầy ngồi dưới xuồng á. Rồi mới nói ông nội, ông ngoại tôi: ông Tư ơi, tôi nói thiệt với ông hen, tôi búng xuống nước ba cái mà đây tới chiều á, ông câu dính có cá một con cá nào á thì tôi thua ông, còn nếu ông câu không dính thì tôi khuyên ông Tư á, đã chấp tới đừng câu cá nữa, ông Tư ăn tương đi nghe ông Tư đó. Thì nói xong xuôi rồi thì Đức Thầy và ông Biển Đài mới bơi vô trong lỗ, bơi đi xuống, bơi xuồng xuống, đi xe xuống ông cả mừ. Thì ông ngoại tôi ông nói: thiệt ha, để tao ngồi thử 9 giờ sáng mà câu tới 5 giờ chiều coi Đức Thầy nói vậy mà có đúng không. Thì ông ngoại tôi ông nói vậy, ông mới ngồi câu 9 giờ sáng mà tới 5 giờ chiều, đồng đạo ơi, không dính một con cá nào chân á. Miếng móc miếng mồi để xuống, dở lên, miếng mồi còn y. Dù để xuống nữa, dở lên thì cũng còn y. Ông ngoại tôi cũng đứng vậy, ông nói: thiệt, tao nói thiệt với bay hen, tao công nhận là Đức Thầy là Phật sống, không bao giờ là tao nói gian với mồi, Phật sống chứ không có ai xa lạ vô đây hết trơn á. Rồi từ đó tới sau, ông ngoại chết, ông ngoại cũng vẫn ăn tương mà không câu cá nữa, đồng đạo ơi, nghỉ câu luôn.